Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị các bạn Bo TV đa năng. Bo TV này có thể dùng gì? Khi bạn có một chiếc laptop bị cháy pin, bạn sẽ tận dụng cái màn hình của nó để làm TV, để xem TV tại nhà. Đây, đây là đây đây bạn đây bạn có thể xem các cổng của nó. Có cổng VGA này, cổng HDMI này, cổng video này, cổng audio 3.5 này, và cổng này để cắm cáp anten này hoặc là chuyển hình cáp này. Bây giờ mình sẽ lắp lắp đặt với màn hình, các bạn xem quá trình lắp đặt của tôi. Quá trình lắp đặt rất là đơn giản, chỉ cần cắm mỗi cáp màn hình vào và bo. Sau đó bạn cắm nguồn, nguồn 12V. Bạn thấy hình sẽ thấy hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Sau đây tôi sẽ cắm cáp truyền hình của truyền hình cáp. Đây bạn thấy hình ảnh kênh TV trên màn hình. Đây hình ảnh rất là sắc nét. Hoặc nếu bạn có một Android Box TV thì bạn cũng có thể dùng nó. Bạn chuyển sang chế độ HDMI. Sau đó cắm dây cáp HDMI và chuyển sang chế độ HDMI. Đây là kênh VTV6 của ứng dụng VTV Go. Trên đây là toàn bộ quá trình mình hướng dẫn lắp đặt Bo TV đa năng. Vui lòng để xem các kênh video mới, bạn có thể ấn like và subscribe. Cảm ơn.